Xin chào cô chú anh chị đang xem kênh Sơ Phiếu Nhật Bãi. Em báo giá nhanh hai chiếc bếp ga chức năng, hai con bếp chức năng đang có tại tổng kho bên em nhé. Thì con đầu tiên là con Zinai chức năng. Con này thì sẽ có mặt men ánh kim tuyến ạ. Mặt men thì rất là dễ vệ sinh và lau chùi, sẽ không bị hoen dỉ cũng như là không bị oxy hóa theo thời gian nhé. Con này thì có nhiều chức năng, ví dụ như là bếp bên trái thì sẽ có phím 3S hỗ trợ này, cài đặt được nhiệt độ chiên rán từ 160 lên đến 200 độ này. Bếp bên phải thì sẽ có chế độ tự động nấu cơm, chế độ tự động nấu nước và kèm theo một chiếc lò nướng ở bên dưới nhé. Hai vùng nấu phía trên và một lò nướng ở phía dưới. Đây, con này thì bo viền của nó đang còn vuông thành sắc cạnh này, bằng hợp kim nhôm nhá, có tâm cảm biến chạm đáy nồi này, kim đánh lửa này, thủy ngân chống trào này, nước trào ra thì bếp sẽ tắt lửa nhờ cái cảm biến thủy ngân này nhá. Bếp Nhật thì sẽ có các tính năng an toàn, mọi trường hợp tắt lửa thì đều sẽ khóa ga luôn. Hai tâm cảm biến đạt đến 200 độ thì sẽ nhỏ vùng lửa và 250 độ thì sẽ tắt lửa và khóa ga của anh chị nhé. Con bếp này thì sẽ có các chức năng em vừa giới thiệu ở phía trên và phía dưới. Ngoài ra thì là phím đề này sẽ là phím công tắc bật mở nhé. Có khay chứa pin này. Bếp thì dùng đôi pin đại để làm nguồn nên là sẽ cần đây IC nguồn để đánh lửa nên là sẽ cần một đôi pin đại nhé. Đây, bên dưới mỗi bếp thì sẽ có cái khóa trẻ em ở dưới này. Mình không dùng thì mình gạt sang bên phải thì là mình sẽ không nhấn được nhá. Trong trường hợp nhà mình mà có trẻ nhỏ ấy, mình không muốn các em bé đụng vào thì mình dùng cái phím này nhá. Mình dùng cái công tắc này. Bên dưới các bếp thì bên em đã bắn lưới trọng chuột rất là cẩn thận rồi này. Không lo con gì nó chui giúp nó làm tổ ở bên trong, không lo chuột gặm nhá. Phía trên thì sẽ có một cái phần thoát hơi nhiệt ở phía dưới nhá. Đây là thành vách bên trái ạ. Đây là thành vách bên phải ạ. Mặt men ánh kim tuyến nhẹ của anh chị nhé. Đó, kiềng của nó này sẽ có một cái lớp mà bảo vệ phía trong ấy, giữa tiếp xúc giữa mặt bếp và bâm nhiệt nhé, hạn chế được cái tình trạng mà nhiệt nó tiếp xúc nhiều lần đấy thì nó sẽ bị hoen dỉ hoặc là bị bào mòn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn. Lò nướng thì còn rất là sáng nhé, lò nướng còn cực kỳ sáng luôn. Đấy, inox 304 nhá. Đó, còn rất là đẹp. Khoang nướng thì rộng rãi này. Khoang nướng thì mình nướng cá, nướng thịt, nướng rau, nướng củ, nướng gì cũng được nhá. Nướng xúc thích cho con hoặc là nướng nem này. Con này là con Zinai. Bên em bán giá là 2.500.000 quý anh chị nhá. Zinai chức năng ạ. Tiếp theo là mã số 2 là một mẫu Osaka màu sáng, bếp mặt men này. Mặt men con này thì độ mới còn cao nhá. Hầu như mặt men thì chưa có một vết xước nào của anh chị ạ. Đây, mâm nhiệt của nó thì đang còn rất là đẹp luôn ạ. Còn rất là sáng. Đây, chưa có dấu hiệu bị hoe dỉ cũng như là oxy hóa nhá. Tâm cảm biến này, tâm cảm biến giống như con bếp kia, kim đánh lửa, thủy ngân chống trào. Con bếp này thì bên em bán giá ưu đãi hơn. Đây, bếp bên trái thì sẽ có chế độ tự động nấu cơm, tự động nấu nước này, có phím 3S hỗ trợ và cài đặt được nhiệt độ chiên rán từ 160 đến 200 độ nhé. Ở bếp bên phải có đồng hồ hẹn giờ của lò nướng nhé. Lò nướng rộng rãi này, lò nướng con này thì hai tầng lửa, không phải là một tầng lửa. Khay nướng còn sáng còn đẹp nhé. Đó, khoang nướng rộng rãi này. Đấy, hai tầng lửa phía trên và phía trên và phía dưới này thì mình không cần phải lật lên lật xuống, không cần phải lật trái lật phải nhá. Giống như con kia thì cũng có cái khóa bảo vệ trẻ em nhá, khóa trẻ em để bảo vệ này. Biểu tượng hình con cá chính là tính năng của lò nướng nhá. Có thêm cái đồng hồ hiển thị thời gian của lò nướng. Ví dụ như là mình có thể cài đặt được thời gian tối đa là 15 phút và tối thiểu là 5 phút ạ. Đấy, thành góc bên trái ạ. Đây, thành góc bên phải này. Con này thì nhà em cũng đã bắn lưới chống chuột cẩn thận nhá. Đấy, rất là đẹp. Đây, đây sẽ là cái phần mình cắm ga vào nhá. Đó. Con này thì bên em bán giá ưu đãi
2.900.000 nhá. 2.900.000 bên em bảo hành bếp là 12 tháng, đồng hành cùng các bác trong thời gian sử dụng và miễn phí vận chuyển toàn quốc các bác nhé. Các bác nào mà ưng cái mẫu bếp nào thì có thể gọi cho em theo số điện thoại 0982 035 091. Em xin phép được kết thúc video tại đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo. Ngoài những cái mẫu bếp này thì nhà em cũng có rất là nhiều mẫu bếp khác. Các bác nào mà chưa tìm được cái mẫu bếp phù hợp ấy, thì có thể gọi điện cho em có thể tư vấn và lựa chọn những cái mẫu bếp mà phù hợp với lại nhu cầu sử dụng này, cũng như là phù hợp với túi tiền các bác nhé.